Tiêu rồi cha đô ơi. Kế hoạch của cha đô. Mẹ ơi con về rồi đây. Bà Bi đang ngủ, con nói nhỏ chút có được không? Trời cha đu. Mẹ đã nói là con phải rót ra ly rồi mới được uống kia mà. Con quên mất, nhưng mẹ đâu cần mạnh tay gì đâu. Có ai ở nhà không? Chào anh tới có việc gì hay không? Cái này là của cha đu phải không? Dạ. Hồi nãy con bé chơi bóng chày với các bạn, nó đánh bóng qua làm bể cửa sổ nhà tôi nữa rồi. Anh cho tôi xin lỗi. Mình gặp rắc rối lớn rồi. Con mau ra đây cho mẹ. Mẹ ơi, con không có ý làm như vậy đâu. Cây đập đùi ở đây đâu mất tiêu rồi. Con đã giấu kỹ rồi, mẹ sẽ không thể nào tìm được. Gàn quá ha, hôm nay con còn dám bày trò thách thức mẹ nữa hả? Nếu không lập tức mở cửa ra, con sẽ gặp phiền phức đó nghe chưa. Con sẽ không bao giờ mở cửa ra. Má ơi, đã câu được một con cá lớn. Cho chùa nè, dám quậy hả? Con cá con đứa gì mà kỳ vậy? Hôm nay bạn mang theo cái gì để ăn trưa vậy? Mình có hamburger và khoai tây chiên. Tự nhiên mình có linh cảm không được tốt cho lắm. Cha đu à, bạn làm sao vậy? Mình không có bữa trưa. Làm sao đây? Chắc hôm nay mẹ bạn bận quá nên quên á. Không phải đâu, mình chắc chắn là mẹ của mình cố ý. Sao mẹ lại có thể đối xử với mình như vậy chứ? Mẹ ơi, chị cha đâu lại quên mang theo bữa trưa nữa rồi. Cha đu à, mình chắc chắn là bác gái không cố ý làm vậy đâu. Cha đu không ngoan nên không có bữa trưa. Bạn mới nói gì hả? Thì bạn luôn là đứa gây ra mọi rắc rối mà, không phải sao? Nhưng những lần đó có phải do cha đưa cô ấy đâu. Cho nên mới nói đó là vấn đề của bạn ấy. Mặc dù bạn ấy không cố tình nhưng vẫn gây ra rắc rối. Bữa trưa của mình còn chưa được ăn một miếng nào luôn à. Mình sẽ cho bạn thấy đứa trẻ không ngoan là như thế nào. Cha đưa à, vui lên đi. Nhìn mặt sợ quá à. Mọi người nè, mình nghĩ là mình không thể tiếp tục cuộc sống như vậy được nữa. Tuổi của tụi mình không thể làm gì khác hơn được đâu. Nhưng mà tại sao lúc nào mẹ của mình cũng muốn đánh mình chứ? Theo mình nghĩ đó là vì chúng ta. Mọi người đừng có nhìn mình. Mình ngại lắm. Bị nhìn chằm chằm mình rất là xấu hổ. Mình không có nói được. Thôi khó quá, bỏ qua đi. Bây giờ mình phải làm sao để có thể đấu được với mẹ đây? Nghe cách của mình thử nha. Bạn cứ đem giấu hết roi mây hay thước cây của mẹ bạn đi. Vậy là bạn không biết về mẹ của mình rồi. Mẹ của mình cực kỳ lợi hại. Ở trong nhà rơi vào tay của mẹ mình đều có thể biến thành vũ khí được. Mình vừa nghĩ ra một ý tưởng này nè. Các bạn nghe thử coi có được không nha.
tất cả tập trung lại đây hết đi. Bạn nói cái gì? Các bạn nghĩ sao? Nhưng mà có chắc là ổn không vợ? À, mình sực nhớ là chưa làm bài nên mình đi trước nha. Bạn nói gì? Trong lúc quan trọng như vậy mà dám bỏ chạy một mình nữa. Không có ý đó đâu. Nhưng nếu không làm bài tập thì mẹ mình sẽ đánh đòn mình đó. Như bạn là cái đồ nhát gan. Bạn nghĩ là bài tập của bạn quan trọng hơn việc giúp đỡ bạn bè đang gặp rắc rối hay sao hả? Được rồi, mình sẽ giúp mà. Bạn đã hứa rồi đó nha. Mọi người nghe đây, bắt đầu kế hoạch thôi. Mẹ ơi, con nghĩ ba bị đói lắm rồi đó. Chị của con vẫn còn chưa về nữa sao? Dạ chưa, chị vẫn chưa về nữa. Ôi trời ơi, nếu có con bé ở nhà giúp một tay thì đỡ biết mấy. Alo, alo tôi nghe. Đây có phải là nhà hàng Trung Hoa không vậy? Bạn ấy vô dụng quá đi, không giúp được gì hết. Giờ tới lượt Dan Ghi đó, trông cậy hết vào bạn. Hey, hey, hey. Thấy sao, cũng không tệ đúng không? Tôi cha đu, nếu muốn cứu cô bé thì 5 giờ chiều hãy tới trường học gặp mặt. Xin hỏi ai gọi đó? Hãy nói gì đi, kỳ cục quá. Minh Chi à, bạn thấy giống thật chưa? Giống lắm, y như bạn đang bị bắt cóc thiệt vậy á. Sẽ thành công có đúng không? Nhưng mà các bạn có nghĩ chúng ta đã đi quá xa không? Vấn đề là sau việc này bác ấy sẽ nhận ra cha đu quý giá như thế nào? Có thật là cha đu không gặp rắc rối với mẹ nữa không? Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi như chúng ta dự tính, bác ấy sẽ để cho cha đu tự do làm những gì bạn ấy thích. À, mình hiểu rồi. Cảm ơn các bạn nha. Tất cả đều là nhờ có các bạn đó. Mình đoán là cha đu có thể thắng được mẹ trong trận chiến này đó. Vậy thì bây giờ tụi mình về nhà được rồi đúng không? Ừ, các bạn về đi. Cha đu à, mình mong là bạn sẽ thành công. Cố lên. Cảm ơn bạn. Tạm biệt. Chưa Dân à, cảm ơn bạn nhiều nha. Không có gì, đây cũng chỉ là chút mưu kế nhỏ thôi mà. Mong là chuyện này sẽ thành công. Có lẽ bây giờ mẹ của mình đang... Cha đu ơi, cha đu ơi, con đang ở đâu? Tôi tìm được đứa con trai bé mộng nha. Sao mà mẹ vẫn chưa tới nữa? Mình lại gây rắc rối rồi. Sao giờ này con còn chưa về nhà nữa con gái? Trời cha đu! Con đi đâu mà đến tận giờ mới chịu mò về nhà vậy? Hả? Mẹ đã nói là con phải về nhà sớm phụ mẹ có em rồi mà! Ơi, anh về rồi, cha đu ơi, ba về rồi nè.
Hôn anh một cái đi bé yêu ạ. Em đã kêu anh phải về nhà sớm rồi mà. Tại sao đến bây giờ mới chịu về nhà hả? Đã vậy còn uống tới say mấy tỷ nữa chứ. Hên hên quá đi. Mẹ ơi mẹ, vớ của con rách rồi. Mẹ mua đôi mới đi. Mua mới làm gì, chỉ cần may lại là được rồi. Thấy mắc cổ với bạn bè lắm. Có ai mà nhìn dưới chân của con đâu chứ. Con ráng mang hết mùa đông này, năm sau mẹ mua vớ mới cho. Nhưng mà mẹ ơi, lũ một lỗ lớn luôn á. Đừng có mà càm đàm nữa, đi chỗ khác chơi. Thời buổi này ai mà mang vớ giá tùm lum đi ra đường chứ, người ta cười chết. Con phải nên cảm ơn mẹ, vì ít ra con còn có vớ để mang. Mẹ còn phải lo rất nhiều thứ cho gia đình của chúng ta nữa. Với tiền lương ít ỏi của ba con thì đâu có đủ. Con hiểu chưa hả? Chắc chắn là ba của con phải vất vả lắm. Ý, cái con nhỏ này nói gì vậy? Chị ơi, hả? Sao ba vẫn chưa về nữa? Chị không biết, chắc có lẽ là ba đã uống rượu say rồi. Ê, em không nghĩ vậy, hôm nay ba không uống rượu đâu. Hôm nay là ngày lãnh lương, cho nên chắc chắn là ba của con đã đi uống rượu với đồng nghiệp rồi. Thôi chết rồi. Mình ơi. Hả? Mình làm gì ở đây vậy? Ba. Còn mình đang làm gì ngoài đây mà giờ không chịu về nhà hả mình? Thật ra là anh... Mình lại say xỉn đó phải không mình? Thật sự thì anh muốn đi về nhà sớm lắm. Nhưng mà sếp của anh cứ ép anh phải uống một vài ly á mà. Mình nghĩ là em khờ khạo sẽ tin mấy lời nói dối của mình hay sao? Lãnh tiền thưởng mùa đông rồi có phải không? Mau đưa cho em đi, nhanh lên. Xài hết rồi hả? Không, anh không dám đụng tới số tiền đó đâu mà. Vậy tiền thưởng mùa đông đâu rồi? Đưa em mau. Anh lỡ làm mất nó rồi. Cái ông này dám làm mất hả? Cuộc thi những giọng hát hay. Ôi trời ơi, em phải làm kim chi. Nhưng mà rau cải bây giờ mắc quá trời. Rồi còn phải thanh toán tiền ga, tiền điện, tiền nước nữa. Bây giờ chúng ta phải sống làm sao đây? Nhất định anh sẽ tìm cách giải quyết mà. Nên anh xin em đừng nói nữa. Hả? Là cậu? Phải, cả nhà đều ở nhà hết sao? Xin chào tất cả mọi người. Được. Em lên Seoul làm cái gì vậy? Chị ơi thôi mà, phải có chuyện gì mới thăm anh chị được hay sao? Có đúng như vậy không anh? Phải, chú nói đúng lắm. Em đói bụng quá. Chị ơi có gì ăn không hả? Mà nhân tiện cũng nói luôn, em ở đây khoảng một tháng được chứ? Hả? Có chuyện gì vậy? Bộ ai bị mất tiền hay sao? Wow, yeah. Rock and roll. Nè, em lại cái đi, em ồn ào quá hả? Đúng thật là, chị bị làm sao vậy hả? Em đã đến ăn bám nhà người ta rồi còn gây ồn ào nữa. Bây giờ em mau về quê đi. Chị ơi, hai chị em mình bao nhiêu lâu không gặp rồi mà. Ôi, làm ơn bỏ giọng điệu đó giùm tôi. Nếu chị đối xử với em như vậy á, sau này chị sẽ phải hối hận đó. Còn lâu mới hối hận à. Nè, chị coi đi. Cuộc thi những giọng hát hay, giải thưởng cho người thắng là 100.000 won. Và còn tặng thêm một lò sưởi cao. Thôi đừng, mẹ xem ở đâu vậy? Chị đã tin em chưa? Chị không nghĩ em sẽ chia giải thưởng này với chị hay sao? Em thực sự nghĩ mình sẽ chiến thắng hả? Dĩ nhiên là vậy rồi, bài nhạc rock của em sẽ thắng. Được rồi, vậy chúng ta sẽ thử một lần. Choi Chanu, Choi Mimi, Choi Sungi, tập hợp. Các con có muốn ăn ngon hay không? Trả lời. Dạ có. Các con có muốn sống trong ngôi nhà ấm áp không? Dạ có. Chanu, con có muốn mua vớ mới không? Dạ có.
Nếu tất cả các con đều muốn như vậy thì các con nhất định phải chiến thắng trong cuộc thi hát lần này. Bằng bất cứ giá nào cũng chiến thắng, dù khó khăn như thế nào cũng phải chiến thắng. Mục tiêu của các con là phải làm tốt nhất và giành chiến thắng. Có rõ chưa hả các con? Dạ. Là nhỏ quá, mẹ chưa nghe gì hết. Là lớn hơn nữa. Dạ. Ngẩng cao đầu lên coi Barbie. Còn chơi Shadow, hãy làm cho đúng coi. Chị ơi, có một chút nữa thôi, có được không? Chơi Shadow, không được bỏ cuộc. Người tiếp theo. Ồ, có gì chứ, anh nữa hả? Người tiếp theo. Ai cũng có thể làm được, hãy cố gắng lên, làm cho thật tốt vào. Làm cái gì nhờ? Chúng ta là thí sinh mang số 8 Choi Hong. Cái gì vậy? Tới lượt mình rồi hả? Ba ơi, hãy cố gắng lên. Ôi không, ba đã bị loại rồi. Hey, trời đất ơi, ba của các con không làm được trò trống dễ trơn à. Và sau đây là người tiếp theo, đó là thí sinh mang số 9 Cô Nan Via. Xin chào mọi người. Chào đón thí sinh tiếp theo của chúng ta là người sống chết cùng với nhạc rock. Thí sinh mang số 10, mời bước ra sân khấu. Thí sinh cuối cùng của chúng ta. Các thí sinh này thật sự rất đáng yêu. Xin được giới thiệu, đây là nhóm ba chị em. Wow. Cố lên Shadow. Cố lên. Cố lên nè. Cố lên. Kính chào mọi người. Con sẽ cố gắng hết sức.
Nếu như có thể giành được giải nhất thì chúng ta sẽ có thể ngủ trong một căn phòng thật là ấm áp và xem tivi. Không có ai hiểu được nhạc rock của mình hết trơn. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tự làm bè mặt của mình. Tất cả mọi chuyện cũng đều là lỗi của anh. Nếu anh không làm mất tiền thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Tắt điện rồi. Ai kéo chân tôi? Ai kéo chân tôi vậy? Còn ai vào đây nữa? Chính là ba con đó. Sao em nói anh làm chứ? Không phải anh đâu mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 흘러가는 구름 스쳐가는 바람 그 파란 하늘 아래 우리는 같은 생각 같은 곳을 보내 다 이렇게 같은 마음에 오늘도 서로 바라며 서로 원하네 언제나 너 나의 두 눈은 너의 두 눈빛 가득 따사로운 봄날처럼 샤랄랄라랄라 내 가슴속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 마음 사랑은 다가와 눈가에 비친 모습처럼 내 가슴속 사랑해 그리고 설레는 마음 두근두근 두근두근 이제는 모두 다 줄 거야